Xiaomi Redmi Note 10X hiện đang được bán tại Di Động Mango với giá rẻ vô địch, chỉ 2.950.000. Xin chào các bạn, chúng ta đã quay trở lại với chuyên mục trả lời comment của thứ hai trên Mango TV. Và để có thể trả lời hết được tất cả các câu hỏi của các bạn thì bắt đầu từ ngày hôm nay, chương trình trả lời comment sẽ lên sóng tận 2 số một ngày luôn. Một số sẽ vào buổi trưa và một số sẽ vào buổi tối. Mình sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến iPhone và iOS, còn Thế Anh trả lời câu hỏi liên quan đến Android. Bây giờ chúng ta bắt đầu với cả sẽ trả lời iOS ngày hôm nay nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là của bạn Hải ST. Anh ơi, laptop gì tầm 2-3 triệu có không ạ? Có, 2-3 triệu có, nhưng mà chỉ là laptop cũ thôi. Còn mình nghĩ là cái tầm giá thế laptop nó không chất lượng lắm đâu. Chỉ gọi là chỉ sử dụng bình thường lướt web thôi, chứ không làm được gì nặng lắm đâu. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Long Nguyễn. iPhone 7 thường có chống nước không anh? Có, iPhone 7 có chống nước. Câu hỏi của bạn Khai Đao. Cho em hỏi là máy iPhone 5S đang ở phiên bản 10.2.1 có nên lên tiếp 10.3.3 không ạ? iPhone 5S đã lên đến cái phiên bản S10 rồi thì mình nghĩ là tốt nhất nên lên thẳng 10.3.3 luôn. Đấy là phiên bản mình đánh giá là tối ưu nhất cho cái iPhone. Câu hỏi tiếp theo được của bạn Tiến Dũng Nguyễn. Anh ơi, iPhone 6 Plus 99% tầm 9 triệu thì trong tháng tới thì giảm bao nhiêu anh? Và nên mua bây giờ hay là đợi một thời gian sau? Trong một tháng tới giảm bao nhiêu thì sự mình cũng không biết được giảm bao nhiêu, nhưng mà trong vòng một tháng ấy thì mình nghĩ nó sẽ không giảm đâu, mà nếu có giảm thì cũng chỉ lắm được 100-200 thôi, không đáng kể. Mà ngày mai thì iPhone 8 và 8 Plus sẽ chính thức được bán ra, đúng không, sẽ ra mắt, thì những cái phiên bản đời trước nó sẽ giảm giá, và cụ thể mình nghĩ cái giảm giá mạnh nhất là chính là iPhone 7 Plus và 7 thì đúng hơn, bởi vì cái phiên bản iPhone 8 và 8 Plus này thì giá cũng không cao lắm so với cả các phiên bản iPhone khác thì mới ra mắt đâu. Ví dụ như đợt vừa rồi, vừa ngày hôm qua thôi thì 88 lớp về Việt Nam với giá có hơn 19 triệu, nên mình nghĩ là chắc chắn cái phiên bản 7 lớp sẽ giảm giá, còn phiên bản trước thì mình nghĩ là không giảm giá nhiều. Câu hỏi theo là của bạn Thanh Ngọc. Cho em hỏi iPhone 8 ra rồi, vậy iPhone 7 Red có giảm giá không ạ? Nếu có thì giảm bao nhiêu? Đó, câu này thì mình vừa mới trả lời lúc trước đấy, thì khi là iPhone 7 chắc chắn sẽ có giảm giá, nhưng mà giảm giá bao nhiêu thì mình thực sự cái lần này nó không có gì để mình có thể phán đoán được cả, bởi vì 88 Plus là như là một cái phiên bản ngoại lệ của iPhone ấy, nó không phải là 7S, 7S Plus thay đổi thiết kế ấy, thêm nhiều tính năng mới, nhưng mà lại có giá thì lại nói thế nào, nó không bằng như iPhone X, mà iPhone X đã thu hút được hết tất cả sự chú ý rồi. Nên là 88 Plus nó sẽ giá về, nó sẽ không đội không cao. Nên là phiên bản 77 Plus nó sẽ giảm giá. Câu hỏi theo đuổi của bạn Hiến Hoa Hồng. Nút home của em vẫn là thế hoặc em là sao ạ? Nó bị lỏng thôi. Cái này thì bạn mang ra kỹ thuật, các bạn mở máy ra rồi bạn chặt lại là được. Câu hỏi theo đuổi của bạn Huy Lê. Máy em, anh chị ơi, máy em 6 Plus đang dùng iOS 10.3.3. Hôm qua em có up lên iOS 11, lúc ở bản 10.3.3 thì màn hình độ sáng vẫn bình thường, nhưng lên iOS 11 rồi thì màn hình tối hẳn. Vậy cho em hỏi màn hình mày có vấn đề gì hay là do iOS 11 nó bị vậy? Chúc Mango là màn hình nào phát triển? Mình nghĩ cái này bạn thử restore lại máy, hoặc là mình nghĩ bạn thử restore lại máy xem nào. Chứ mình thử lên một vài con mình thấy độ sáng, mình không chú ý lắm nhưng mình thấy độ sáng nhưng cũng đâu có thay đổi đâu. Để mình thử lên lại xem như nào nhé, để kiểm tra lại cho chắc. Nhưng mà trước tiên thì bạn cứ restore lại cho mình. Câu hỏi thế là của bạn Luân Phạm. Có 10 triệu thì mua iPhone gì dùng chơi game tốt vậy hả anh chị? 10 triệu chơi game là iPhone. Bạn hai lựa chọn, một là iPhone 6S Plus và hai là iPhone 7 Plus. Hoặc là 7 quốc tế cũng có, 7 quốc tế nhưng mà sẽ phải thêm một chút tiền nữa. Thì mình đánh giá thì đương nhiên là iPhone 7 nó sẽ có hiệu năng tốt hơn, chơi game sẽ tốt hơn rồi, nhưng mà chỉ tốt hơn một chút xíu thôi. Nhưng mà iPhone 6S Plus thì lại có thêm cái pin trâu và màn hình to, thì hai yếu tố này rất quan trọng để chơi game, thì mình sẽ mua iPhone 6S Plus. Câu hỏi thứ hai của bạn Nam Đội 348 Nguyễn. Anh cây mọc ngược ơi, là ai đây? Anh à? Em dùng 5S Plus sao anh vào kiểm tra phần mềm toàn báo lỗi vậy? Của em chạy iOS 10.1.1, em reset cũng không được ạ, không phải tàu nữa nhỉ? Cụ thể nó lỗi nào là bạn thể nói rõ rồi không? Mình không rõ là cái này là như thế nào. Restore lại rồi, reset, bạn chỉ reset lại máy thì bạn thử restore đi. Restore, nếu mà restore lên iTunes thì nó sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất. Thì mình nghĩ thế là tốt nhất để bạn lên. Câu
của bạn Edokawa Conan. Cho em hỏi khi nào thì iPhone 6 quốc tế giảm giá sau khi iPhone 8 ra mắt ạ? Khi iPhone 8 ra mắt ấy, thì những cái chiếc điện thoại phải tầm cao, tức là cái sát cái phân khúc của iPhone 8 ấy, tức là cái đời ngay trước iPhone 8 là 7 và 7 Plus với cả 6S, 6S Plus ấy, thì nó mới có giảm giá nhiều hơn. Còn cái phiên bản iPhone 6 với cả phiên bản cũ hơn như 5S ấy, thì mình nghĩ không giảm giá nhiều đâu, không chênh lệch, chắc không chỉ giảm đi theo chu kỳ khoảng 200, 200, 300 tầm tầm đấy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Lê, iPhone 6S lắp bao nhiêu vậy anh chị? iPhone 6S lắp pin 100% xem được XX được 3 giờ ổn không vậy anh? Mà cho em hỏi iPhone xem cái đó thì có bị virus không? GAVHD Xpeeder chăng nào xem tức vệ. Chị có người yêu chưa? Bạn nhiều câu hỏi dữ. Trước tiên thì iPhone 6S lock thì hiện tại có giá mình nhớ không nhầm là khoảng xấp xỉ khoảng 6 triệu. iPhone 6S lock pin 100% xem phim khoa học được 3 giờ ổn vậy, ổn không anh? Thế là ổn rồi. Mà em hỏi xem phim khoa học có bị virus không? Mình xem nhiều chơi bị virus. XLXX, GAVHD, Xvideo chắc nào xem tốt nhất vậy anh? Câu này thì nghĩ là để cho Hà trả lời. Thấy Hà là admin của trang gì GAVHD.com hay sao ấy. Đấy, còn có người yêu chưa thì em trả lời các bạn đi. Admin của GAVHD.com sao có người yêu được. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Danh Công. Anh ơi, Samsung S7 và iPhone 6S thì cái nào chiến game tốt hơn? Cái nào sử dụng lâu dài và tốt hơn vậy ạ? Nếu mà để chiến game tốt hơn thì iOS, tức là iPhone 6S ấy, thì sẽ tương thích chơi game tốt hơn. Và ngoài ra thì iPhone 6S thì hiệu năng sẽ tốt hơn là Samsung S7 mà. Thế là để chơi game tốt hơn thì chắc chắn mình chọn iPhone 6S rồi. Còn cái nào sử dụng lâu dài và tốt hơn thì mình nghĩ là iPhone 6S với S7 thì đều sẽ sử dụng lâu dài được. Nhưng mà bản thân mình sẽ chọn iPhone 6S vì như cái mình đã nói, chiến game tốt hơn. Câu hỏi của bạn nhà Bina. Có ra break iOS 10.3.2 chưa anh? Đã ra break được rồi nhưng mà cái nhà phát triển ấy họ không phát hành nên là không thể ra break được. Câu hỏi của bạn Duy Huỳnh. Em dùng iPhone 6S quốc tế và không xem được battery usage thì có bị sao không ạ? Em muốn khắc phục thì phải làm sao? Anh cảm ơn anh. Cái này thì trước tiên bạn install lại máy cho mình xem có bị nữa không. Sau khi install lại nếu mà không bị nữa thì tốt. Còn nếu mà bị nữa thì bạn làm cho mình công việc này. Nếu như pin bạn là pin zin mà chưa bị thay ấy, thì bạn dùng để khi cạn cho mình và sau đó sạc pin khoảng 6 tiếng. Còn nếu mà không được ấy thì chứng tỏ là máy của bạn đã bị thay pin rồi. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hiệp Vụ. Em dùng con 6 Plus, mỗi lần nhấn vô cảm giác không được chắc. Em có đem ra tiệm người ta nói là bị kênh màn, mà sửa chỗ này lại bị chỗ kia đem đi sửa 3 lần mà vẫn bị xà là sao ạ? Mong anh trả lời và bên anh có nhận sử dụng chứng nhận trường hợp này không? Đúng là máy của bạn từ đầu là nó bị kênh màn thật. Còn cái việc mà sửa chỗ này bị chỗ kia thì cái này chắc là do chỗ sửa bạn như thế nào đó thì mình không biết. Nhưng mà nếu mà bạn mang cửa Zero Van Go thì các bạn bên kỹ thuật sẽ sửa cho bạn nhé. Bạn yên tâm, thì bạn làm kỹ thuật của Zero Van Go. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Tú Nguyễn Hữu. Anh ơi cho em hỏi là tại sao dưới web bằng Safari mà không vút đường nhanh thế? Vút đến đâu thì nó trôi đến đó, cần nhanh cũng chả nhanh được. Các app khác sử dụng bình thường, riêng chỉ có Safari là bị. Em đã restore lại máy rồi mà vẫn bị. Em bị cả iPad lẫn iPhone, iPad đang ở 10.1 và iPhone 6S đang ở 10.3.2 đều bị hết. Mong anh trả lời giúp em. Cái này là không bị làm sao đâu, Safari nó vốn thế, máy mình cũng vậy mà không vấn đề gì cả nhá, không có lỗi gì đâu. Câu hỏi của bạn Trần Phương Nam, SIM kép mang sang Trung Quốc có dùng được không? Mong anh trả lời. Mình thì mình chưa mang SIM kép, chưa mang iPhone lock ra nước ngoài sử dụng bao giờ, nhưng mà mình có xem vài video trên mạng về việc mà đem máy lock và sử dụng SIM kép sang nước ngoài thì vẫn sử dụng bình thường mà nhá, thì mình nghĩ chắc là đúng. Câu hỏi của bạn Đại Quang, iPhone 7 Plus lock, 6S Plus thì nên chọn con máy nào ạ? Là mình nên chọn iPhone 7 Plus lock. Bởi vì bản lock bây giờ thì có SIM kép thần thánh fix dùng trên quốc tế rồi. Với thứ hai thì bản 7 Plus lock thì đương nhiên thì sẽ có hiệu năng sẽ tốt hơn là iPhone 6S Plus rồi và cũng sẽ được hỗ trợ lâu dài hơn 6S Plus. Và câu hỏi cuối cùng là của bạn Đạt Nguyễn, nên mua iPhone 6 hay 6S 16GB bây giờ hả anh phải chị? 16GB thì tác vụ bình thường thì 6S hài có đủ không?
Đương nhiên là nếu mình thì mình sẽ mua iPhone 6s 16 GB rồi, hỗ trợ lâu dài hơn, hiệu năng cấu hình tốt hơn rất nhiều so với iPhone 6. Còn 16 GB khi mà sử dụng những tác vụ bình thường thì 16 GB là đủ. Nhưng mà về sau thì mình không chắc khi mà cập nhật phiên bản iOS mới thì liệu có đủ dùng hay không. Nhưng mà với tác dụng phụ bình thường thì cơ bản thôi thì 16 GB là đủ. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi qua những câu hỏi của chuyên mục trả lời comment ngày hôm nay. Nếu bạn bất cứ câu hỏi thắc mắc gì thì comment dưới phần bình luận video này nhé, chúng mình trả lời ngay lập tức cho bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số trả lời tiếp theo nhé. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.